Hello, xin chào 500 anh em nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Raiden ha. Rồi, tiếp tục nội dung tin tức sáng ngày hôm nay. Mình cập nhật dòng MSX 110 phân khối cũng như 125 phân khối và dòng Ducati Mini Monster 110 phân khối luôn nha. Tại vì có một số anh em bình luận cũng như hỏi trên kênh mình á là có dòng MSX 110 phân khối hay không, là vẫn còn nha mọi người. Đó, còn nha. Nói chung là 110, 125 cũng như dòng Ducati Mini Monster 110 cũng có luôn nè, thấy không? Đó, rất là nhiều luôn. Khổ nổi á. Cái dòng này nhiều khi nhắc vô đây nè, nó dính vô gốc kẹt rồi mọi người. Đó mà thấy không? Đó, gốc kẹt này nên đâu có nhắc ra ngoài được đâu. Nên hôm nay mình đứng đây mình review cho mọi người luôn nha. Nên mọi người thông cảm á, không có nhắc ra để quay kỹ được, mà quay sương sương cái chỗ mình trưng bày thôi nha. Đó mà thấy không? MSX 125 nè, cũng như 110 nè, bên kia thấy không? Đó, 110 ha. Cũng như Ducati Monster nè. Nói chung là màu đều đầy đủ hết cho mọi người yên tâm nha. Thì 500 anh em cũng như tất cả mọi người xem xong video clip nhớ đăng ký kênh cho mình, cũng như like video clip để ủng hộ và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha mọi người. Hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng xe máy An Thành Phát. Theo như thường lệ mình sẽ quay xe mặt tiền cửa hàng xíu nha, để 500 anh em cũng như tất cả mọi người mình đi mua xe mình dễ nhận biết luôn ha. Thì đây là mặt tiền cửa hàng xe máy An Thành Phát, cửa hàng tọa lạc ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hướng đi vô cổng phụ khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Thái Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0325 333 789 gặp anh Côn hoặc nhân viên cửa hàng tư vấn kỹ nha. Đó, bây giờ mình cập nhật giá bán nha. Đầu tiên là dòng MSX trước đây. Thì dòng MSX 110 phân khối đang được bán với mức giá là khoảng 22 triệu đồng và dòng 125 phân khối được bán với mức giá là 52 triệu đồng nha mọi người. Và dòng Ducati Monster Mini 110 phân khối á, đó dòng này nè, được bán với mức giá là khoảng 22 triệu đồng thôi. Nó đồng giá với lại dòng MSX 110 phân khối nha. MSX 110 phân khối cũng như Ducati Mini Monster 969 á, 110 phân khối được bán với mức giá là 22 triệu đồng. Và dòng MSX 125 phân khối nhập khẩu từ Thái Lan luôn nha, được bán với mức giá là 52 triệu đồng nha. Và giá mình báo ba con này đều đã có thuế VAT 10% rồi, áp dụng cho một pin luôn nha, nhớ nha. Về vấn đề trả góp á, thì ba dòng này đều không cần trả trước hết nha mọi người, hay còn gọi là trả trước không đồng á. Có nghĩa là các bạn chỉ cần tới làm hồ sơ trả góp đậu là các bạn lấy xe về được nha. Và mức trả trước không đồng là mức tối thiểu cửa hàng cũng như ngân hàng hỗ trợ dành cho các bạn nha. Bạn nào mình có điều kiện mình cứ trả trước càng nhiều càng tốt ha. Và trả trước tầm 30% giá trị chiếc xe thôi là các bạn nhận ngay cả về gốc được rồi. Còn thiếu bao nhiêu từ từ mình góp tiếp nha mọi người. Về thủ tục làm hồ sơ trả góp á, cũng rất là đơn giản luôn. Khi đi mua xe, các bạn cầm cho mình căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân và đủ 18 tuổi là mình làm hồ sơ trả góp được nha. Và cửa hàng hỗ trợ trả góp toàn quốc cũng như giao xe tận nơi luôn, rất là ok ha. Và thêm một ưu đãi đặc biệt nữa dành cho tất cả mọi người luôn nè, đó chính là khi xem kênh YouTube của mình ở ngoài khu vực tỉnh Bình Dương tới mua xe sẽ được anh Côn cũng như cửa hàng hỗ trợ thêm 500.000 tiền xăng xe đi lại nha. Nhớ nha, khi mà xem kênh YouTube của mình ở ngoài khu vực tỉnh Bình Dương tới mua xe đó, thì sẽ được cửa hàng cũng như anh Côn hỗ trợ thêm 500.000 tiền xăng xe lại nha mọi người. Ngoài tiền xăng xe này ra, các bạn còn nhận được các phần quà tặng khác như là nón, nhớt, áo mưa, đồ các kiểu ha. Nói chung là quà tặng là không thiếu cho mọi người đâu. Ok, đó, mình cập nhật theo một số bạn bình luận ở trên kênh mình ha. Cập nhật luôn á. Đó, dòng này thì không có nhắc ra được nha mọi người, nó hơi chật chội một tí nhưng mà mọi người thông cảm ha. Thì chủ yếu là giá bán thôi. Còn dòng này đâu có độ 3D, toàn là màu green, màu nguyên bản không à. Ok ha. Rồi, như vậy là mình vừa cập nhật giá bán cũng như trả góp xong rồi cho dòng MSX 110 cũng như 125 phân khối và dòng Ducati Monster Mini 110 phân khối này. Thì bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0325 333 789 gặp anh Côn nha, cũng như nhân viên cửa hàng tư vấn kỹ hơn nha. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả mọi người ha. Và quên nhớ đăng ký kênh giùm mình nha, đừng quên đăng ký kênh giùm mình nha mọi người. Chào tạm biệt tất cả mọi người.